Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng hoa tím lá nhỏ mới về nhà mình nha. Form tàn chỉ xương rinh luôn. Cái này hai thân không chung cốt nhưng cùng chung cái bầu đất khá là chắc chắn nha mình. Hình chỉ xương này. Đây là form thiên nhiên nha. Cái này có mã số là 536. Có cái hoành này là 14 nha mình nha. Cây cao là 88 tới cái đầu thân chính nha mình. Cây này đang nằm cái bầu đất là 35 nha. Ở trên. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 600k bao ship nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Cây này về nhà mình lên cái chậu giống nó nữa là ok nha. Này, xương. Bộ đất lên nhà mình yên tâm luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Đồng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 536. Giao lưu nhanh với nhà mình là 600k bao ship nha, cho một phôi bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Đây quá là ok nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng hoa tím form thiên nhiên nha. Cây này dàn chỉ xương rinh luôn. Đây bầu đất luôn nha, bầu rinh luôn. Cây này có mã số là 537, có cái hoành là 15. Cây cao là 88 nha mình nha. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 450 bao ship nha. Cây này về nhà mình chỉ có xuống hết cái lá này luôn. Và lọc non đấy sẽ lên lại nha, vô cái chậu nữa là ok luôn. Phong tàn thiên nhiên nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Cây bầu đất này nha mình yên tâm luôn. Mình xem tham khảo nha. Được chi ngân ý cây nào thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 537. Giao lưu nhanh với nhà mình là 450 bao ship nha. Cho một phôi bằng lăng hoa tím. Cây này form dáng khá là duyên nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng hoa tím nha mình nha. Cây này form thiên nhiên nhất trụ nha mình nha. Cây bầu đất rinh luôn. Cây này form dáng cây thông nha. Cây này có mã số là 538, có cái hoành là 22 nha. Cây cao là 1 mét nha mình. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 600k bao ship nha. Cây quá là ok luôn nha mình. Cây này về nhà mình lên cái chậu giống nó nữa là ok luôn. Tuyệt vời luôn nha. Cây về nhà mình mua chất trồng rồi, chịu khó xuống hết cái lá này nha. Là lọc non sẽ lên lại. Rồi mình xem tham khảo luôn. Cây dáng thông nha. Chụp một cốt nha mình. Mình xem tham khảo nha. Được duyên ngân ý cây nào quý vị ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn. Bằng lăng hoa tím nha mình nha. Rồi mã số 538. Giao lưu nhanh với nhà mình là 600k bao ship nha. Cây form dáng thông khá là ok luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng hoa tím lá nhỏ cụm rừng nha mình nha. Cái này cụm liền cốt hết nhà mình. Cái này phôi mới về nha. Đây nhà vườn mới xuống lá hết cho nó này. Cắt tỉa cho nó gọn gàng này. Lội vàng xương này. Thì rất chi là ok luôn. Cái này có mã số là 539, có tổng hoành là 85 nha. Cây cao là 78, cây đang nằm cái bầu đất rinh là 45. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1 triệu bao ship nha. Cây bao sống nhà mình tâm luôn. Cụm này nhà mình về lên cái chợ giam nó nữa là tuyệt vời luôn nha. Cụm rừng liền cốt. Phong vàng chi xương này. Tự nhiên ở nhà mình. Vô chậu mình nuôi lọc non nó lên lại nha. Khi mà lọc nó phúng 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 lên nhìn rất là tê luôn. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên ưng ý có nhà ý thì cứ việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cộng lại rừng liền cốt hết nha mình. Bầu đất riêng. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 539. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu bao ship nha. Cho một cụm rừng.
bằng lăng nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi sào dông mới về nhà mình nha, tên gọi khác là ngọc ngũ sắc. Cây trái của nó này, lá của nó là làm món gỏi là tuyệt vời luôn. Đây, cây này phôi mới về nha. Cây này có mã số là 540, với cái hòn là 18 nha mình nha. Cây cao tới đây là 58, chiều phóng ngang là 110, cây đang nằm bầu đất rinh là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 700k bao ship nha. Một phôi sầu dông ngọc ngũ sắc nha mình. Cái trái của nó là từ sống tới chín là để chuyển đổi thành 5 màu nha. Vừa chơi bonsai vừa nhâm nhi được cái món từ cái lá của cái này luôn. Không gọi nha, đặc sản của Ninh Thuận luôn nha mọi người. Sầu dông mình xem tham khảo luôn nha. Cây bầu rất rinh nha mình, yên tâm luôn. Rồi mã số 540, giao lưu nhanh với nhà mình là 700k bao ship nha. Cây phong bay này khá là hay luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.